Xin kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một người con dâu bị bố chồng lẻn vào phòng thực hiện hành vi đồi bại trái với luân thường đạo lý ngay sau khi con trai mất 6 ngày. Còn một cô con dâu khác bị bố chồng giở trò mất nết vì chồng vô sinh nhưng gia đình lại muốn có con nối dõi. Chi tiết vụ việc gây chấn động này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cuối năm 2018, dư luận chấn động trước vụ án bố chồng giở trò với con dâu khi cô đang ngủ say chỉ 6 ngày sau đám tang của con trai. Vụ án này được đem ra xét xử định tội người bố chồng. Truyền thông địa phương đưa tin, vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, cô N đã lo xong hậu sự cho chồng, nhưng nỗi đau mất chồng quá sớm vẫn khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trước khi chồng của cô N nhắm mắt, anh vẫn còn dặn dò bố mình, ông XD, chăm sóc và nuôi dưỡng cháu trai thật tốt. Ông XD vốn đã sống độc thân từ năm 2017 sau khi vợ qua đời, không có người phụ nữ nào bên cạnh. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được rằng người bố chồng này lại ra tay với chính con dâu của mình. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, tức là chỉ 6 ngày sau sự ra đi của con trai, ông XD đã tới thăm con dâu và cháu trai. Khi vào nhà, ông ta thấy cô N đang ngủ say trên giường, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Thú tính nổi lên, ông XD đã xông vào đòi làm chuyện đó với con dâu. Bị bố chồng làm cho tỉnh giấc, cô N cố gắng đạp ông XD ra rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng lại bị ông ta giữ lại, đè lên giường. Suốt quá trình đó, cô N luôn miệng nói với bố chồng rằng việc này không thể được đâu và cầu xin ông ta tha cho mình. Tuy nhiên ông XD đều bỏ ngoài tai, sợ hãi và tủi, nhưng cô N lại không dám hét lên kêu cứu, vì sợ đứa con đang ngủ trên giường sẽ tỉnh giấc, chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Sau khi chót lọt một lần, ông XD ngựa quen đường cũ, không chịu buông tha cho cô N. Nhiều lần ông ta đến nhà con dâu lúc nửa đêm, đập cửa đòi vào trong, nhưng cô N một mực từ chối, run rẩy sợ hãi vì không có ai ở bên cạnh. Dù hận bố chồng nhưng cô N lại không dám đi báo cảnh sát, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là ảnh hưởng tới cuộc sống của đứa con nhỏ. Sau nhiều lần cân nhắc và suy nghĩ, cô quyết định không báo cảnh sát, nhưng lại tâm sự với chị gái của chồng. Cô N đã nhắn tin cho chị gái của chồng thông qua mạng xã hội WeChat để kể lại sự việc bản thân cô bị bố chồng giở trò chỉ vài ngày sau đám tang chồng. Cô N đau đớn viết, bố của chị đã thực sự làm điều ghê tởm với em không biết phải làm như thế nào. Biết được chuyện này, người chị chồng lập tức đến chất vấn và mắng bố mình xối xả, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ báo cảnh sát. Tới 22 giờ đêm ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông XD một lần nữa gõ cửa nhà con dâu. Lúc này cô N nhanh chóng gọi điện cho người chị chồng, sau đó bật loa ngoài và ghi âm. Người chị chồng này đã thuyết phục ông XD đừng gây rắc rối và làm chuyện sai trái nữa, nếu không còn mặt mũi nào nhìn những người xung quanh. Thấy con gái nói vậy, ông XD mới dịu đi và ngừng gõ cửa. Tưởng rằng ông XD đã từ bỏ ý định, nhưng một lúc sau, cô N đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường ở cửa phòng ngủ của mình. Sau khi bật đèn lên, cô mới phát hiện bố chồng đang dùng dụng cụ thợ xây để cậy cửa. Cô N vô cùng hoảng loạn, lập tức gọi điện cho chị chồng, nhưng cũng không thể thuyết phục được ông XD. Không muốn bi kịch xảy ra lần nữa, cô N đã cố gắng trèo ra ngoài cửa sổ và chạy thoát. Ngày 28 tháng 4 năm 2019, cô N đã tới đồn cảnh sát để trình báo sự việc, tố cáo bố chồng. Ngay ngày hôm sau, ông bố chồng này đã bị tạm giữ và chuyển thành lệnh bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Sự việc xảy ra tại thị trấn Vương Cương thuộc huyện Hy Thủy, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo thông tin từ cảnh sát, ông XD sinh năm 1952 tại huyện Hy Thủy. Trước đây, ông XD chưa từng có bất cứ tiền án hay tiền sự nào. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hy Thủy đã đưa vụ việc này ra xét xử. Ông XD bị đề nghị mức án 4 năm tù. Tới ngày 9 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Hy Thủy đã xét xử vụ án và kết luận rằng bị cáo XD đã xâm phạm quyền riêng tư của nạn nhân, lợi dụng lúc nạn nhân vừa mất chồng, đang phải chịu tang và không có chỗ dựa để giở trò mất nết với nạn nhân. Hơn nữa còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội khi là bố chồng của nạn nhân. Cuối cùng, ông XD đã bị tuyên phạt 4 năm 1 tháng tù. Một người phụ nữ bất hạnh đã bị buộc phải sinh ra một đứa con trai là con của cha chồng mình.
bởi vì chồng cô mắc bệnh vô sinh, không thể có con trai nối dõi tông đường. Sự việc này đang gây xôn xao dư luận vì nó đi ngược lại luân thường đạo lý. Nạn nhân cho biết, ban đầu cô bị mẹ chồng bắt phải làm chuyện ấy với một người đàn ông lạ mặt sau khi họ phát hiện con trai họ bị bệnh vô sinh năm 2010. Người con dâu nhất quyết từ chối, rời nhà chồng và đến nơi khác sinh sống để thoát khỏi sự sắp đặt của mẹ chồng. Cha chồng của người phụ nữ này cũng phản đối sự sắp đặt của vợ mình. Ông đã đến nơi làm việc của con dâu để đưa cô trở về nhà, với lời hứa sẽ không ép buộc cô quan hệ với người lạ. Tuy nhiên, trên đường trở về quê, tại một nhà nghỉ ở gần một nhà ga xe lửa, người phụ nữ cho biết bố chồng đã giở trò mất nết và khiến cô mang thai. Trước lời tố cáo của con dâu, ông bố chồng cho biết mình đã bị con dâu quyến rũ và cô nói với ông rằng cô luôn sẵn sàng sinh ra một cháu trai nối dõi cho gia đình nhà chồng. Ông bố chồng nói rằng họ đã quan hệ nhiều lần khác nữa. Sự việc chấn động này xảy ra tại Trung Quốc. Một lần sang nhà bạn chơi, Yến 18 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, gặp Lê Thị Lê, thường gọi là Út, 36 tuổi, cùng người chồng mang quốc tịch Trung Quốc về thăm nhà. Thấy Yến có gương mặt dễ nhìn, dáng người cao ráo, Út liền kéo lại gần nói sang Trung Quốc lấy chồng để đổi đời, hưởng cuộc sống giàu sang. Yến kể, Út nói tôi qua Trung Quốc sẽ tìm cho một tấm chồng, nếu đồng ý khi đến nhà chồng họ sẽ đưa 80 triệu đồng gửi về gia đình. Cô Út còn nói, chỉ cần sống với họ 2 năm và sinh một đứa con rồi sẽ cho về nước, chứ không phải ở bên đó cả đời. Nghe Út nói vậy, Yến nghĩ cuộc sống xứ người vừa thoải mái, lại có tiền gửi về cho gia đình, nên cô gật đầu đồng ý. Út đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bằng đường bộ. Tới nơi, cô ta dẫn Yến về nhà mình tá túc chờ mối gả chồng. Được một thời gian, Út đưa Yến sang hàng xóm rồi nói đây là nhà chồng, kêu cô ở lại làm dâu. Theo lời Yến, nhà chồng không giàu có gì, sống bằng nghề trồng lúa mì. Gia đình chỉ có hai người, chồng của Yến khoảng 28 tuổi và cha chồng cùng sống chung nhà. Hàng ngày chị phụ giúp gia đình làm công việc lặt vặt và lo cơm nước. Mặc dù mang tiếng là ở với chồng, nhưng đôi khi ban đêm đang ngủ, người cha hay mò vào quấy rối và đòi tôi phục vụ. Con trai biết nhưng vẫn để im chứ không ngăn cản, Yến nghẹn ngào kể. Không chịu được cảnh tủi nhục, cô tìm Út kể lại sự việc và đòi về Việt Nam. Yến nhớ lại, cô Út đôi ba lần hứa hẹn rồi nói đã lấy tiền của người ta, giờ không chịu ở thì phải bồi thường 30 triệu đồng. Nếu muốn về thì kêu người nhà đưa tiền chuộc. Bức bách cô gọi về Việt Nam cho gia đình than khóc kể lại toàn bộ sự việc. Để có tiền chuộc con về nước, gia đình phải vay mượn 30 triệu đồng giao cho người quen của Út ở Việt Nam. Thưa quý vị, việc làm của những ông bố chồng trong câu chuyện nói trên là không thể chấp nhận nổi, dù nó tồn tại ở bất cứ nơi đâu trong xã hội này. Nó đi ngược lại với truyền thống đạo đức làm người và là hành vi trái pháp luật, cần phải lên án mạnh mẽ và loại bỏ. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy comment để bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những thông tin sự việc với những bài học kinh nghiệm hữu ích. Xin kính chào và hẹn gặp lại!